đến lúc tan hiệp thì bắt đầu cơn mưa ập xuống. Tôi chú một lần cùng với nhiều người khác tưởng là mưa nó rất nặng hơn. Vì thế mình tạm thời tôi cùng với một số người không sẽ ra được đi tiếp. Mà đến Tamata thì cơn mưa lớn ập đến, ta phải chú bay đến đúng giờ. Và trên đường đi thì tôi nghĩ là chắc nhờ thờ của giáo sư Thiện Sắc cùng lắm là một nửa các bạn trẻ thôi. Mà đến đây thì cái tạch thơ mà tôi nghĩ nhà thờ bắt đầu tâm lực, hy vọng rằng vì mưa mà các bạn trẻ không phải là không đến mà là trễ đến trễ. Theo truyền thống của văn hóa đông thì trời mưa là điểm tốt. Các cuộc lễ lạc, nước sách, đám cưới, lễ tang mà mưa là điểm tốt chứ không phải điểm xui. Mặc dầu có ướt đát, tôi thú thật là cái quần dài mà có ướt một nửa. Bây giờ là tôi cũng phải đứng, tôi không dám đứng ở chỗ này là vậy. À, tôi phải đứng ở đây che ướt, ướt cả đôi giày cũng ướt. Nhưng chúng ta vẫn tin vào Thiên Chúa của môi trường, Thiên Chúa quan trọng vẫn chúc lành cho chúng ta. Mặc dù cuộc sống chúng ta vẫn không thể ngờ tới những cơn mưa bão, những sấm chớp của cuộc đời, những nỗi lo của số phận, những tội lỗi của phàm nhân trong thân phận của con người. Thiên Chúa vẫn chúc lành. Cha có hỏi tôi là cha có cần có con chiếu cần chiếu và cần đi không, thì tôi thưa với ngài là nếu là những buổi hội thảo thì các cha chồng chúng tôi rất muốn trình bày bằng có con bằng màn chiếu vui tươi hơn và có thời gian hơn. Nhưng mà tĩnh tâm cho các giáo xứ có truyền thống lâu đời đạo đức như vùng Vũ Đa Gia Nghiệp, Gò Vấp Thủ Đức, Cốc Mơ Gia Nghiệp thì chúng tôi chọn cái phương pháp truyền thống classic cổ một chút nhưng mà nó phù hợp và đem lại hiệu quả mặc dù đối với các bạn trẻ cũng kiên chắc của ấy. Thưa anh chị em, trước khi bước vào buổi tĩnh tâm lần ngày thứ hai của năm 2018 mùa chay, tôi xin sơ lược lại ba chủ đề trong một chủ đề lớn sống đức tin. Chủ đề ngày hôm qua là chúng ta nói về mùa chay, mùa yêu, season of love, nguồn cảm nhiệm tình thương của Thiên Chúa là Cha. Cha nghiêm thẳng, Cha công bình, nhưng Cha yêu thương đầy tình xót thương thiết thực. Lịch sử con người, lịch sử của giáo hội, lịch sử của cá nhân và cộng đoàn chúng ta đã chứng minh điều ấy. Chúng ta không có thời gian nhắc lại. Là để chúng ta nhớ lại một chút cái tình thương vĩ đại, không có gì diễn tả được, so sánh được và thấy hết chút thôi. Để chúng ta trở lại với tình mình như ấy mà tiếp tục sống đời như tôi.
Ngày hôm nay, bài thứ hai trong ngày thứ hai của dịp kỷ tâm cho giới trẻ, giáo sư trẻ sống hôm nay tôi chọn chủ đề mùa tranh, mùa đổi mới, diện đối diện, face diện đối diện. Dĩ nhiên, diện đối diện là phải có người, có ta, có hai bên, có chủ thể, có đối tượng, không chỉ một mà là đối diện, mà là phải có ít là hai. Việc đối diện ở đây là đối diện giữa ta với Chúa, Chúa với ta. Và để bắt đầu, tôi mời anh chị em, các bạn trẻ chúng ta đứng lên để nghe bài tin mừng Thánh Marco ngày hôm nay, thứ sáu sau chủ đề thứ ba của chương trình. Để chúng ta được cảm nhận phần nào tình yêu ấy mà sống quãng đời.
trước mặt Thiên Chúa, để nếu đem lòng Chúa thì Chúa sẽ đưa chúng ta lên, nếu chúng ta chối bỏ và quay mặt đi thì Chúa không có cách nào mà để đó là đau lòng và để cho chúng ta đi xuống. Anh chị em đến để đi vào bài chia sẻ của chay của đổi đời diệt đối diện, tôi xin nhắc lại câu chuyện của người cứu phụ ngoại tình trong Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 8 câu 1 đến câu 11. Chị đối diện với Đức Kitô, đối diện với Thiên Chúa, đối diện với Đấng Messia, đối diện với Đấng Cứu Độ, và cuộc đối diện ấy diễn ra như thế nào, chắc anh chị em gặp thì các bạn trẻ chắc thuộc lòng. Hầu như mùa chay năm nào một thánh cũng lặp lại cho chúng ta, cho chúng ta nghe lại và tin mừng đấy để chúng ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa như thế nào, để chúng ta an tâm mà tiến bước, mà trở lại, mà xa lối, mặc dù trong khóc lóc than van đấm đập. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa muốn chúng ta về đi con.
Và người ta tin rằng một
nếu thầy kết án cùng với họ thì thầy trả hơn gì họ. Anh chị em thấy Chúa Giêsu xử rất công quan và đúng một quan hòa của lương tâm, con quan hòa của sự thật, quan hòa đúng nghĩa, quan hòa từ Thiên Chúa mà đến về đi. Tại sao vậy? Ta không biết án con thì ai đã biết án con? Cho nên Chúa hỏi với con già, mà tôi không hiểu là ở trong đây nói rõ ràng thì Chúa nói vô tội em đã đợi đi thì tin mừng vẫn là nếu chúng ta trở lại chúng ta xem chúng ta nghe là họ rút lui từng người một bắt đầu từ những người lớn tuổi hơn hết trước mặt Thiên Chúa diện đối diện ai cũng là người có tội, ông cha có tội ông cha, con chim có tội. Đến Việt Nam dịch cái ngôn ngữ Việt Nam nó chính xác, nó dễ thương, chuẩn standard, chứ không có dùng mấy cái ngôn ngữ mới đang tỉnh đổ kinh nguyên vớ vả vớ vẩn. Mọi đảng thú lỗi cùng Thiên Chúa và anh chị em lỗi tại thương, mọi đảng đằng trên đằng dưới, đằng trước đằng sau, đằng trong đằng ngoài, đằng phải đằng trái, lỗi tại tôi mọi đằng, chứ không phải nhà tôi đang đứng ở bên kia, chứ không phải là ông ấy chung sống với tôi mấy chục năm, tôi hoàn toàn đánh đâu mà người ta kể chuyện tôi đến nhà thờ hai ông bà cứ dắt yêu nhau đến ông sang bên các ông bà bên các bà, xong lần nào người ta thấy mỗi lần là kinh cáo mình ông ấy nhìn sang tôi bà đi bà đó có vừa bà liếc xéo sang cả cái số của mình tôi là ông của phần trong khi đó tội tin cáo mình chúng ta là đấng tự mình chứ không đấng tự hàng xóm, cũng không đấng tự ông xã bà xã, các con các cháu mẹ ông bà cha mẹ của mình, đấng tự mình diệt đối diện, cho nên họ biết thân mà rút lui từng người một lúc đầu thì sẵn sổ lắm. Thì tất cả đều phơi bày giấu nhau được chứ không giấu Thiên Chúa được, giấu nhà mình được chứ không giấu Thiên Chúa là vua của mọi nhà, không giấu được đấng đã dâng đến chúng ta phần hồn phần xác
từ không thành có, rồi được giữ gìn cái có ấy vài chục năm, người ngắn người dài. Và trong cái có và giữ cái có ấy thì ngày tác động để chúng ta hoạt động, không ở nguyên cái có không, cái hiện hữu, mà là cái hiện hữu sống động hoạt động mỗi ngày, đặc biệt trong đời sống tương thành. Chúa Thánh Thần tác động thì chúng ta mới biết Thiên Chúa, chúng ta mới nhận biết tình yêu của Chúa và tình yêu nhau. Chứ đừng có tưởng tượng là hai đứa mình tự nhiên là gặp nhau rồi đã đá mấy cái rồi nhảy rửa là yêu nhau thắm thiết không? Có đâu. Ông bà mình nói vậy, tình yêu không mai bằng tối. Do xe đi, nhưng chúng ta là Kitô hữu, chúng ta tin cái tình yêu nhỏ nhoi tầm thường ngắn ngủi hơi hờn, kể cả các tình yêu phu phụ hay tình yêu trai nữ, trai gái nữ đôi, cái tình yêu nhỏ ấy được không phần vào cái tình yêu vĩ đại hôm qua tôi nói nhắc nhau chữ ý được khác sự vào một chút mà yêu nhau có rời ra là tại vì thằng đen nó xúi dụng, rời ra từ lúc mà yêu nhau nó rời đổi đâu, trốn cả bố mẹ nên càng ít càng tốt, giấu cho đến tận cô tỷ yêu cứ đó nó cho xin rồi, cái tình yêu của chúng cũng mênh mông và chúng ngồi đó sẵn đến nhân loại và ngồi đó và biết nhân loại trước đó thì anh chị em thấy các ông cứ dồn dập cả tấn tới tấn lui thầy đi theo thầy ba phải ba im lặng nó phạm tội rồi không dám nói năng gì cả. Chúa Giêsu ngồi xuống viết trên đất trên da viết gì ai nói được đã được các nhà thần học các nhà chuyên giảng thánh kinh chắc thế nào có người biết trả lời cha thì cha giải quyết để thi cho những chàng trai thật thánh. Chúa Giêsu biết trên đất trên cát biết gì mà đến nói các ông ấy rút lui từng người một. Ai đưa mít rô mít cờ rô mít cờ rô thấy mặt người mà nói chắc các nhà chú giải thích kinh giải thích hay lắm cũng là suy nghĩ thôi nhưng mà rất có lý có tình. Chúa Giêsu biết tội với ông, biết tội với ông đã có làm những lần hạ sân sổ thì nhìn thấy tội mình trước đã cho nên lớn quá cái coi đó phục quỷ đó
Đây là thái độ của tội nhân chúng ta. Cúi đầu xuống, quỳ xuống mà tội con. Cái vấn đề mà chúng ta đối diện với Chúa của mình, với Thiên Chúa tạo thành, Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa thánh hóa, ba con thần thánh, thì thái độ tốt nhất là gặp gối xuống mà thở lại xin lỗi. Trong gương mặt, trong chân thành, rồi Chúa nói tội gì cũng được tha thứ, chỉ có tội phạm cho ngươi. Tội phạm của chúng ta thật là tội gì mà sao Chúa nói không thể tha? Ai trả lời được? Cái này mà các giáo viên, các vị trưởng mà không trả lời được, tí tí ta vô ta chê cho nó, ta xin đi vào rồi chê cho nó. Nay là ngày nào? Tí tí ngày cầu cái cảnh thanh tra ra từ ngày xưa. Tội phạm của chúng ta thật là tội gì? Hỡi các giáo viên, mày có sơ nào? Mày có không có sơ nào? Mời anh em lấy cái đồ mà đeo cái đồ cũng phải quá tù. Gần đúng như vậy, chúng ta đã được ân sủng xót từ giải gần như là an ủi. Tôi công khai từ chối sự tha người cha người mẹ giang đầu con tay con lên về đi bố tha cho mẹ thai ra, nhưng mà nó không xin thì làm sao mà tha? Tội phạm của chúng ta là tội cố chấp, xin nhớ một lần lần sau cha nào nhà thờ đưa tay lên hết nhà thờ cho tôi. Tội cố chấp, tội về tội phạm với chúng ta thần là tội không đến thì làm gì cái chuyện này đi. Tội cố chấp, tội từ chối sự tha thứ của Thiên Chúa. Anh chị em nhớ chú, người ta không muốn tha, người ta không muốn đón nhận tình yêu thương xót của Chúa, thì Chúa giống như bị choáng tay. Mặc dầu tình Chúa thì mênh mông, ân sủng thì rộng lớn, mặc quyền năng thì vô biên, nhưng Chúa đã cho con người cái tự do của người con, chứ không phải nô lệ. Đi người cha phải cắn răng học lòng chia gia tài cho con đi, nhưng vẫn đóng góp cho con chờ đợi. Nhưng nếu nó không về thì làm sao mà ôm nó được, làm sao mà giết bê béo hãy mừng con ta đã về. Không buồn thả, không đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thấy may mắn, cái may mắn của những ông biệt phái luật sĩ kỳ lão thông luận là họ cũng quyết thân phận của mình mà nếu không phạm thêm tội ác trước mặt Chúa Giêsu Thiên Chúa nhận thêm lời kết án người khác khi mình không có quyền kết án, nếu đã người khác khi có Thiên Chúa vẫn ở đó nhiên diện phán xử mỗi người trong lương tâm của họ. Thưa anh chị em, vì thế cho nên khi chúng ta thấy con người chúng ta thương mến nhân loại của chúng ta, đặc biệt là các Kitô hữu hiểu ra lòng Chúa thương xót, có các bí tích lửa tội để xóa cho chúng ta tội tổ tâm di chuyển, ai cũng mắc bí tích giải tội trong đức tin, trong tình
xóa cho chúng ta những tội lỗi, đặc biệt là những tội trọng. Tội trọng là gì? Tội trọng là tội phạm đến Chúa một cách lớn lao, cố tình, mà tội ấy lại là một tội trọng rõ ràng, căn bản như là thiên luật này. Thí dụ như giết người, giết người nhưng mà để kêu cấu thành một tội trọng đầy đủ thì người ấy phải biết rằng cái tội giết người ấy là tội phạm đến Chúa sức sống, Chúa của sự sống, cướp mạng sống của người khác một cách bất công, biết rõ mà vẫn giết người. Yếu tố thứ ba là vẫn giết người là cố tình phạm cái tội trọng ấy. Cho nên để phạm tội trọng đó, chúng ta thường chúng ta hay mắc cái tội nhẹ, nhưng mà với tần suất nhiều đi các anh đi ra ngoài đường chở người yêu với bà xã đằng sau đẹp như mơ như tiên, thế mà mặt lao la lao liên đâm sầm nhà nó vào cái con đường vợ anh đi tìm anh cái con đường bước ra cái đường nào không bỏ không phải nhìn thẳng cái gì nhìn xem liên tục luôn đâm vào con đường mà đâu phải một lần nữa nhiều lần thì làm cho chúng ta yếu nhiều, làm cho chúng ta xa rời sự thánh thiện của những người con cái Chúa. Rồi có chị ấy con chả phạm tội gì nhưng mà các cha phạm tội cho con từ bé tới lớn con mắt nó hôi rồi, tội gì tội đã cùng lấy chồng 6-7 tuổi vẫn đang
đến gần Chúa đáng lẽ chúng ta phải xấu hổ, nhưng qua bài tin mừng, qua đoạn phúc âm mà chúng ta vẫn được nghe, mà tôi vừa hát để cho anh chị em nhớ lại một chút, thì chúng ta yên tâm tự tin để đến với Chúa Giêsu. Một đấng tội Ngài biết tội chúng ta, và thậm chí Ngài tố cáo chúng ta những âm thầm, Ngài nhẫn nhục im lặng, nhưng Ngài vẫn nhắc nhở chúng ta trong thâm tâm, con ơi, tội lỗi thân phận đến đây, Ngài kéo nhau đến đây và thành đây. Trong mùa chay khiêm tốn nhìn lại chính mình và đại diện
của Đức Chúa. Chẳng hơn những người của chẳng 12 đêm đã xong được đôi tay của nhớ ở lại cầu của ngày bỏ. Thấy Chúa thương hình qua đến giờ cầu, chẳng thấy hình như con người được ngồi vào vàng về. Hôm nay mưa giảm đi, mặt bất chấp trời mưa, trời ướt, mà lại khóc một cái là ai cố lên đi ra, Chúa đi mô, còn con đi ra, làm sao mà về đi được, làm sao mà ta rồi. Chuyện ngày xưa có người yêu cũ đã dài một lần đông lớn, nên người nơi gọi đến ngăn từ bị điều đến trước mặt
Chúa đã phán rằng chúng con là bối của lời, có những hạt hy sinh mới cứu rỗi được linh hồn, và không thuộc về Chúa Kitô phải bám lên tính xác thịt với các dục vọng đê hèn của nó và thành đàn. Như lời thánh Phaolô gửi đến Cô-rinh-tô rằng, tôi là khổ thân xác tôi, bắt nó là nô lệ cho linh hồn và tôi chết một ngày. Lạy Chúa Giê-xu thánh thể, xin Chúa giúp chúng con thấu hiểu hy sinh hãy mình rất cần thiết để giữ gìn con người chống khỏi hư đốn, cũng như muối mặn để giữ gìn thịt kém cho khỏi vương hồn. Ghi nhớ hy sinh hãy mình rất cần thiết để thánh hóa, để chống lại cuộc vọng đê hèn của xác thịt, chống lại vọng về của thế gian và gạch gỗ của ma quỷ, cũng như dây hương cần cho con ngựa, dây thắng cần cho chiếc xe khỏi la mình và bố chết. Bởi vì nó tinh thần hy sinh hãy mình, chúng con mới chiến thắng được thế gian đầy gạch bẫy và quyến rũ chúng con vào đường tội lỗi, mới chiến thắng được ma quỷ ngày đêm tấn công chúng, ngày đêm tấn công vũ bẫy. Lạy Chúa Giê-xu thánh thể, xin Chúa hãy giúp cho chúng con hằng ngày biết chết cho xác thịt còn giết linh hồn, biết bám lên tính xác thịt diệt trừ tội lỗi và tình dục vọng đê hèn. Xin Chúa giúp cho chúng con biết chết hằng ngày cho tội lỗi và xác thịt, để khi xác thịt chết đi, chúng con được sống vinh quang hạnh phúc muôn đời. Như lời Chúa đã phán, ai muốn theo ta phải bỏ mình đi, vác thánh giá hằng ngày mà theo ta. Amen. Thank you.
Amen.